Hôm nay tôi sẽ là thủy quái Blob và có được tất cả các hình dạng bị nguyền rủa. Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Giờ thì mời các bạn cùng theo dõi. Ban đầu tôi là một con cá mập bình thường. Như thường lệ tôi đi săn mồi. Thì hôm nay vô tình tôi bơi ngang một bờ hồ, nghe thấy một tiếng khóc thảm thương. Ngồi lên mặt nước để xem rốt cuộc có chuyện gì, thì tôi thấy một sinh vật trông quái dị đang chảy cả nước mắt lẫn nước mũi. Thấy nó quá tội nghiệp, tôi lại hỏi thăm nó, thì nó nhìn thấy tôi đã lao vào tôi. Thì ra đó là một con quỷ. Thôi chết cha tôi rồi. Tuy nhiên nó không cắn tôi, mà nó lại bảo tôi mua hàng giúp nó, bởi vì vợ nó đã đẻ con nhỏ, không có tiền mua sữa cho con, nên bây giờ nó đem những thứ quý báu của nó ra bán. Hú hồn chim én à. Tôi cũng bình tĩnh lại, hỏi kỹ nó hơn, rốt cuộc nó bán thứ gì. Thì nó bảo rằng nó đang có một bộ sưu tập thủy quái Blob. Đó là tất cả các hình dạng tiến hóa của thứ thủy quái này bị con quỷ này nguyền rủa. Nhưng bây giờ kẹt tiền quá, nó đem tất cả ra bán, nhưng từ sáng tới giờ không ai mua được. Thấy con quỷ này thật tốt bụng, nó lại có trách nhiệm với con cái của mình. Thôi được rồi, hồi sáng má tôi cho tôi 100.000 ăn sáng, vậy thì tôi lấy 100.000 ủng hộ nó vậy. Tương ứng với 100.000 là cái hình dạng đầu tiên của thủy quái Blob. Thì ra Blob có xuất thân từ loài cá mập giống như tôi vậy. Nhưng với lời nguyền rủa của con quỷ kia, thì cái hình dạng này có lớp da vô cùng lở lét. Tôi cuối cùng cũng mua được. Wow, tôi to hơn cái hình dạng cũ rất là nhiều. Nhưng mà trông tôi thật kinh dị. Thôi được rồi, tôi đi hù mấy đứa con nít chơi mới được. Trong lúc quay trở lại biển cả, di chuyển về hang ổ của mình, thì tôi bắt gặp một tên con người đang mắc kẹt giữa biển. Trời đất ơi, hắn la hét khóc lóc. Tôi liền lao tới đó. Thì hắn nhìn thấy tôi, không những hắn không sợ, mà hắn còn coi tôi giống như là ân nhân của hắn vậy. Hắn yêu cầu tôi hãy giúp đỡ hắn, đưa hắn về đất liền, bởi vì chiếc thuyền của hắn đã bị hư ở giữa biển rồi. Đổi lại, hắn sẽ cho tôi rất nhiều tiền. Thấy tiền là lòng tốt của tôi tăng lên rất nhiều. Được rồi, ta vì lòng nghĩa hiệp chứ không phải tham vật chất đâu nha. Ta sẽ giúp ngươi quay về bờ, lên lưng của ta nào. Tôi cũng đã chở tên con người đó tiến thẳng vào đất liền và an toàn đưa hắn về thành phố của loài người. Hắn cũng đã giữ đúng lời hứa các bạn à. Cho tôi 1.000.000 đồng. Wow. Thôi được rồi, tôi sẽ lấy 1.000.000 đồng đây, quay trở lại cái cửa hàng của con quỷ kia, tiếp tục ủng hộ nó. Thấy tôi quay trở lại, con quỷ rất là mừng. Nó nhìn thấy tôi có tiền, nó lập tức giới thiệu cho tôi cái hình dạng tiến hóa cao hơn của thủy quái Blob mà trước đây nó từng dùng cầu vồng để nguyền rủa, khiến cho hình hài của con thủy quái Blob thứ hai này trông vô cùng sặc sỡ. Tôi cũng dùng 1.000.000 đồng để mua cái hình dạng này. Wow, trông nó hơi tí hon, nhưng khoan, hình dạng của thủy quái Blob đã mọc ra 2 cái chân và có thể di chuyển trên cạn dễ dàng. Hay lắm, vậy thì tôi sẽ nhanh chóng lên trên bờ để tham quan thế giới trên này. Đi vòng vòng một hồi, đột nhiên tôi thấy một cuộc ẩu đả các bạn à. Có rất là nhiều tên đang ăn hiếp một bà già. Trời đất ơi, lại gần thì tôi mới biết thì ra là một cuộc đánh ghen. Bà già kia đang đánh ghen với con tiểu tam đã giật chồng bà ấy. Nhưng con tiểu tam này rất giang hồ, nó đã kéo rất nhiều vệ sĩ tới đập ngược lại bà già. Thế bà già tội nghiệp, tôi cũng ra tay ứng cứu, tiêu diệt sạch sẽ con tiểu tam lẫn những tên vệ sĩ kia. Quỷ thần thiên địa ơi, sao tôi giống như đánh ghen mướn thế này. Thì bà già kia cảm ơn tôi hiểu rích. Thì ra bà ấy là một tỷ phú, nhưng chồng bà ấy lại thích ăn chơi. Kết quả sau cuộc đánh ghen mướn này, tôi đã cứu thoát bà ấy. Bà ấy đã cho tôi 100 triệu. À không, 10 triệu chứ, nhưng cũng rất là nhiều rồi. Tôi còn xin bà nhận tôi làm con nuôi, nhưng bà bảo bà rất nhiều con rồi. Vậy thì tôi chào tạm biệt bà, quay trở lại cửa hàng và mua một cái hình dạng của Blob nguyền rủa mạnh hơn thôi. Ở cái lần thứ 3 này, tôi đã có được cơ thể quá độ của thủy quái Blob bị nguyền rủa đầy máu. Tức là Blob đã tiến hóa đến giai đoạn thứ 3 và bị con quỷ kia dùng máu để nguyền rủa, khiến cơ thể của nó trông rất là gớm ghét. Được rồi, tôi lại tiếp tục lên bờ, đi vòng vòng có chỗ nào có nhiều tiền nhiều vàng và thu thập thôi. Đang đi ngon lành, từ dưới đất xuất hiện 3 con sâu khổng lồ chui lên và bảo với tôi rằng đường ở đây không tự dưng mà có, cầu ở đây không tự nhiên được xây, muốn qua thì phải đóng mãi lộ.
Không lẽ cái bọn này định xin tiền đểu hay sao? Bọn chúng bảo với tôi rằng không sai, ngày xưa bọn chúng hành nghề ăn cướp, bữa nay bọn chúng hành nghề trắng lột. Mau đưa tiền cho bọn chúng, nếu không bọn chúng sẽ giết tôi. Nhưng mà lũ khốn này không hề biết rằng bọn chúng đã đụng vào nhầm ổ kiến lửa rồi. Bọn chúng đã đụng vào một cái hình dạng blob nguyên ruột đầy máu. Tôi đâu có ngán đâu, lúc nào tôi cũng chảy máu, còn sợ gì nữa. Tôi cũng đã liều mạng lao vào cắn xé hai tên sâu rồng thuộc hạ nhỏ bé trước. Bọn chúng bị sứt da, chảy máu và chết dần từng con, cho đến khi thuộc hạ của bọn chúng chết sạch, tôi đã lao tới tình chúa tể sâu rồng. Lần này thì kẻ van xin chính là hắn. Hắn bảo tôi tha mạng cho hắn, hắn sẽ cho tôi rất nhiều tiền mà hắn đã cướp được. Nhưng tôi không cần, chính tay tôi sẽ lấy lại những gì mà hắn đang cắp của người ta. Ôi mẹ đất ơi, 100 triệu đồng. Wow. Đúng rồi, nhặt được của rơi đồng thời bỏ túi. Tôi nhanh chóng quay về cửa hàng của con quỷ kia, ủng hộ nó một lần nữa. Lúc này thì tôi đã có được cái hình dạng tiến hóa xịn sò hơn của thủy quái blob, nhưng cơ thể lại bị đầy độc. Wow, nửa cái phần trên của tôi đã không còn hình hài giống như một con cá bạc nữa rồi, mà giống như một con cá kinh hoàng nào đó với cái miệng thật bự, thật gớm ghiếc. Được rồi, tiếp tục lên bờ đi kiếm thêm tiền thôi. Lúc này tôi nhìn thấy một xác chết của một người khổng lồ rất to lớn. Không, không, ông ấy chưa chết, ông ấy còn sống. Tôi lại gần ông ấy thì ông ấy hấp hối bảo tôi giúp ông ấy đi đòi nợ thuê. What the hell, hồi nãy đánh ghen mướn rồi, bây giờ thêm đòi nợ thuê nữa hả? Được, hào án. Nhưng người khổng lồ này bảo rằng nếu đòi được sẽ cho tôi một nửa. Hả? Được rồi, tôi sẽ giúp ông ấy ngay lập tức. Tôi hỏi ông ấy những kẻ nào mượn tiền của ông ấy không trả và bây giờ bọn chúng đang ở đâu. Tôi cũng đã tiến thẳng về phía trước. Lúc này thì tôi nhìn thấy ba tên tai tình real man đang hút chích xì ke các bạn à. Thì ra lũ khốn kiếp này ăn chơi đú đớn, mượn tiền của người khác làm bậy bạ mà không chịu trả. Tôi phải cho bọn chúng một bài học mới được. Nhìn thấy tôi tới đòi nợ bọn chúng, bọn chúng đã dở thói khùng đồ. Bọn chúng tạo ra một làn khói đen mù mịt và bao quanh tôi, muốn tấn công, thậm chí muốn thủ tiêu tôi luôn. Đáng gan thật, nhưng mà tôi không dễ ức hiếp đâu. Tôi cũng sử dụng cái cơ thể của thủy quái blob cấp độ 4 với đầy độc này, bắt đầu phản công lại bọn chúng. Bọn chúng khoan vào người của tôi thì tôi bắn độc vào người của bọn chúng, coi ai sợ hơn ai. Thế là lũ khốn này cũng đã bị dính độc và ngã gục. Bọn chúng vô cùng đau đớn kêu tôi giải độc. Tôi bảo rằng trả hết nợ đi thì tôi sẽ giải. Và thế là bọn chúng cũng đã trả cho người đàn ông kia 1 tỷ đồng. Ông ấy giữ lời hứa tặng cho tôi 500 triệu đồng. Wow, một số tiền khổng lồ. Hay lắm. Vậy thì các bạn biết tiếp theo tôi sẽ làm gì rồi đúng không? Let go thôi nào. Với 500 triệu đồng tôi cũng đã mua đứt luôn cái hình dạng tiên hoa cao cấp của thủy quái blob bị nguyên rũ băng giá. Quá đã, quá đẹp, quá ngầu. Thôi được rồi, tôi nhanh chóng trở lại biển cả tìm những em cá cái để khoe với mấy em mới được. Nhưng lúc này một cảnh tượng vô cùng đau lòng đã ập vào trong mắt của tôi. Rất nhiều cá mập cái đã bị chết bất đắc kỳ tử. Tôi tiến lại gần coi ai còn sống không. May quá, còn một con. Nó bảo với tôi rằng bọn nó đang đi shopping mua sắm. Thì đột nhiên có một thứ thủy quái khủng khiếp miệng rất lớn đã giết sạch bọn nó, cướp hết vàng vòng tiền bạc của cải của bọn nó. Đáng ghét, tôi phải đi báo thù cho bọn chúng mới được. Chưa kịp đi xa thì thứ thủy quái đó đã quay lại. Nó nhìn thấy tôi đã lao tới tấn công tôi. Thì ra là một con mâu xa sâu rết. Thứ khốn kiếp đó đã bảo rằng đáng lẽ nó đã đi mất, nhưng nó quay lại nhìn thấy hình bóng của tôi, nó muốn thủ tiêu tôi luôn. Để vụ án kinh hoàng này không ai biết đến, không ai có thể nghĩ nó đã giết và trả thù nó. Đáng ghét thật. Vậy thì tôi sẽ thế thiên hành đạo, tiêu diệt thứ thủy quái mâu xa sâu rết này, lấy lại của cải cho những con cá mập cái kia. Và thật may mắn, nhờ cái hình dạng nguyên rũ băng giá này, mỗi đòn tấn công của nó không thể nào xuyên thủng vào lớp băng mà trên da của tôi được. Kết quả ngược lại, tôi bắt đầu cắn và hôi lạnh máu của nó, khiến nó cứng đờ và chết ngắt. Rất nhiều vòng vàng
châu báu, tiền bạc đã rớt ra. Trời đất ơi, thiệt là tội nghiệp cho những con cá mập cái kia. Bọn chúng giờ không thể nào lấy lại được tài sản của mình. Thì được rồi, tôi sẽ thay bọn chúng xài giùm bọn chúng vậy. Thế rồi tôi cũng cầm gần 1 tỷ đồng đi mua cái hình dạng xịn sò nhất, hoàn thiện nhất của thủy quái Blub. Bị lời nguyền rủa hoàng kim. Wow, lần đầu tiên tôi thấy thứ nguyền rủa này đó. Chắc chắn nó rất là mạnh, bởi vì cơ thể của tôi lúc này đã trở nên khổng lồ. Tiếp tục lang thang ở ngoài biển thì bỗng dưng lúc này tôi bị chặn đường bởi một thứ thủy quái hết sức lạ lùng. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó, rốt cuộc nó là con gì vậy? Nó bảo với tôi nó muốn đến đây tìm tôi để báo thù, vì tôi đã dám giết chết thuộc hạ thân cận của nó là con mau sa sâu rết. Thì ra bọn chúng là chung một bọn. Vậy được rồi, tôi sẵn tiện đây tiêu diệt luôn thứ thủy quái này luôn, để vùng biển này được yên bình. Kết quả tôi đã há cái miệng thật lớn và nuốt trọn nó vào trong bụng.